À, em thì hơn em 1 tuổi ạ. Vâng, thì em vẫn gọi nhà em thì cũng bằng chị. Sang đoàn chơi thì cũng chưa có ý định chủ động tán tỉnh gì đâu ạ. Lần đầu tiên em còn được cầm tay chặt luôn ạ. Và lúc đấy thì mồ hôi cứ toát ra, xong rồi người cứ run run. Tổ chức nhau liên hoan xong rồi cùng nhau uống ít rượu ít bia. Lúc đấy thì uống rượu uống bia vào rồi thì gọi là say rượu rồi, nhưng mà nụ hôn trong tình trạng say rượu đấy ạ. Đấy, em chưa có kinh nghiệm gì vì máu quá là cứ thả phanh luôn ạ. Mà không nghiên cứu gì, có nghiên cứu không? Thật em không tìm hiểu gì không cả. Tìm hiểu. À, em ngồi đây. Vô nghe. Xin chào, xin chào. À, mời hai em giới thiệu về mình ạ. À, vâng, em xin chào chị Hồng Vân và xin chào anh Quốc Thuận ạ. Và em xin chào tất cả các vị khán giả. Em Quảng Văn Thịnh ạ. Em quê ở Điện Biên. Năm nay thành bao nhiêu? Dạ, năm nay em 26 tuổi ạ. 26 tuổi công à? Công việc dạ, của em? Công việc em là buôn bán ạ. Nhưng mà bây giờ là em ở Điện Biên hay là ở đâu? Dạ em, hai vợ chồng hiện đang trọ ở Hà Nội anh ạ. Hà Nội đúng không? Dạ vâng. Mời em. Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân và chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Thị Hậu, năm nay em 27 tuổi ạ. Em ở Hưng Yên ạ. Công việc hiện tại của em là nội trợ ở nhà. Có em bé chưa? Em có em bé rồi ạ. À, dạ, dạ. Ở nhà nuôi con, em bé được mấy? Dạ, cháu được 2 tuổi rưỡi rồi ạ. 2 tuổi rưỡi? Ồ, chúc mừng. Hiện giờ tụi em vẫn đang ở Hà Nội đúng không? Dạ. Là tụi em vào đây để tham gia chương trình này. Dạ. Ồ, tụi em vào lúc nào? Em vào từ hôm qua. Em đi bằng máy bay ạ. Máy bay. Thì em cảm ơn nhà tài trợ du lịch Bến Thành ạ. Vâng, thì đã tạo điều kiện cho hai vợ chồng em một chuyến bay vào Sài Gòn ạ. À, vậy đó hả? À, có nghĩa là Bến Thành Tourist đã tài trợ cho hai vợ chồng em và con gái. Dạ. Vào với chương trình Vợ Chồng Son. Trời ơi, thiệt là quý hóa quá luôn. Quá tuyệt vời. Thay mặt chương trình, chúng tôi xin cảm ơn Bến Thành Tourist đã đồng hành cùng với chương trình và đưa hai vị khách mời đặc biệt đến tham gia chương trình Vợ Chồng Son của chúng tôi. Rồi, cảm ơn. Chân thành cảm ơn. Đấy, tình yêu của các em bắt đầu từ đâu? Bọn em tình cờ quen nhau ở đoàn văn nghệ hát ạ. Thế hôm đó thì em song ca hay hợp ca hay đơn ca? Em đơn ca ạ. Đơn ca? Và chồng cũng hát đơn ca hả? Dạ vâng, em hát đơn ca. Đâu, em à, hát bây giờ bài mời đi. Mời Thịnh hát một ca khúc để mà tặng quý khán giả. Thì em xin gửi tới anh chị và các vị khán giả một bài hát Giận Mà Thương ạ. Anh xa em nghe câu dân ca, giận mà thương sao mà ra diệt thì. Ôi câu ca nặng tình nặng nghĩa, có lúc nào em giận anh không? Chỉ có lúc nào em giận anh không? Để thương suốt cả ngày em giận, khi xa nhau đến ngàn vạn dặm, giận chẳng còn mà thương sống dài thêm. Hay quá. Bây giờ thì chúng ta quay trở lại với cái mối tình của các bạn lần đầu tiên. Hãy thì gặp nhau trong đêm đó, thì lần đầu tiên em ấn tượng hỏi người bạn gái này là như thế nào? Dạ, thì nhà em thì hơn em 1 tuổi ạ. Vâng, thì em vẫn gọi nhà em thì cũng bằng chị. Sang đoàn chơi thì cũng chưa có ý định chủ động tán tỉnh gì đâu ạ. Có xin số điện thoại hay là có xin địa chỉ hay như thế nào để liên lạc không? Có xin số điện thoại và hay nhắn tin hỏi thăm em ạ. Nhắn tin, ví dụ nhắn tin sao? Rồi, chị ăn cơm chưa? Chị đang làm gì đấy ạ? À, vẫn là chị em. Khi mà Thịnh ngỏ lời với em là sau cái hôm đó là bao nhiêu lâu? Cũng khoảng được 1 tháng ạ. Vâng. Em thì vẫn làm anh hơn. Thì nhà em thì cứng đầu ấy ạ. Không thì chịu luôn đúng không? Không chịu luôn ạ. Đến bao lâu thì tình cảm các em mới bắt đầu nảy nở? Thì một thời gian lâu thì em thấy chồng em tính có vẻ hiền lành, tật thà. Mới đầu thì em đi làm ở trong Đắk Lắk, thì em có nói chuyện với chồng em là vào trong đấy làm, nếu mà thực sự yêu thương nhau ấy ạ, thì là đi theo em, nên là chồng em cũng đi theo luôn ạ. À, kết quả hai vợ chồng vào Đắk Lắk. Rồi tình yêu như vậy là nảy sinh từ Đắk Lắk. Vâng. Đúng không? Lúc ở Đắk Lắk cái ngày đầu tiên mà coi như là chính thức là không còn chị em mà bắt đầu yêu đương thực sự thì sao nào? Vào trong đấy rồi thì tình cảm giữa hai vợ chồng thì càng đi lên ạ. Càng đi lên. Là... đúng không? Cái lần đầu tiên nắm tay vợ em đó là như thế nào? Là lần đầu tiên nắm tay vợ em là lúc đấy cũng đi trên cái xe ô tô thì cứ cầm tay nhau. Lần đầu tiên em còn được cầm tay chặt luôn ạ. Và lúc đấy thì mồ hôi cứ toát ra, xong rồi người cứ run run.
Là hôm đó là chỉ nắm tay thôi. Không có một cái gì khác hơn nữa. Vậy bao giờ thì hung? Ai là người chủ động hung? Ngày em chủ động trước ạ. Sao hôm đó kể nghe coi. Dạ, có cái luật buổi lễ liên hoan đấy ạ. Thì các bạn bè trong đoàn ấy thì cứ tổ chức nhau liên hoan xong rồi cùng nhau uống ít rượu ít bia. Lúc ấy thì uống rượu uống bia vào rồi thì gọi là say rượu rồi, nhưng mà nụ hôn trong tình trạng say rượu đấy ạ. Tức là em mượn rượu để mà em hôn vợ em lần đầu tiên đúng không? Vâng. Lúc đó vợ em có phản ứng không? Và lúc em hôn vợ em thì không có phản ứng gì ạ. Thì cũng hồi hộp mà cũng tại vì cũng thích lại rồi nên là cũng đồng ý luôn ạ. Tức là lúc đó được một năm rồi đúng không? Dạ vâng. Gần một năm rồi mới hôn. Dạ, đúng năm không? Ừ. Đấy thì em quay trở lại Hà Nội thì hai vợ chồng đi làm lại chung với nhau ạ. Là ở chung với nhau? Vâng. Ừ. Nhưng mà giấu bố mẹ hả? Vâng, giấu bố mẹ đẻ em ạ. Rồi, ở chung nhà thì cái gì đến nó cũng phải đến, đúng không? Vâng. Trước đó là tụi em có tìm hiểu là những cái điều cần thiết khi mà mình phòng tránh về tất cả mọi thứ nếu như mà mình có cái vấn đề gần gũi nhau không? Thật đấy, em chưa có kinh nghiệm gì vì máu quá là cứ thả phanh luôn ạ. Mà không nghiên cứu gì, có nghiên không cứu ạ. Thật em không tìm hiểu gì không cả. Tìm hiểu thì... nhưng mà hai đứa đều là tinh khôi với nhau lần đầu tiên đúng không? Dạ. Thì lúc đó cái cảm giác của em sao? Đó. Cảm giác em lúc đấy thì khá là run run, đập tim thì cứ thập tình tình. Thế thì là con bé trước khi đám cưới đúng không? Vâng, nên ăn cơm chất kém. Tại vì hôm sau em mua que thử thai về là sáng hôm đấy thử là hai vạch em sợ quá. Sợ quá lúc đó là cái khi mà em biết tin vợ có thai thì cái cảm giác của em sao? Dạ cảm giác em lúc đấy thì cũng lo ạ và cũng sợ ạ. Hai vợ chồng dẫn nhau đến bác sĩ khám ạ. Lúc đấy thì em bé cũng được 7 tuần. Úi dồi ôi, 7 tuần rồi. Bác sĩ có khuyên em cái gì không? Thì bác sĩ cũng khuyên em là sợ em như này không biết là em có mang nổi bầu đó, không ạ? Đó, cái đó là cái mà quan trọng á. Vâng ạ. Thế rồi lúc đó là em có ý nghĩ là em vẫn giữ cái thai đó không? Em thật em chưa dám nói gì với gia đình ạ. Thì là em nói chuyện với chồng em thì là ví dụ xác định là hai người mà đến được với nhau hay là yêu thương nhau thật sự thì về nói chuyện với hai bên gia đình và giữ lại con ạ. Nhưng mà anh hỏi nè, khi mà bác sĩ khám cho em á thì bác sĩ có nói về cái vấn đề là em bé là nó sẽ có cái gen di truyền giống như hai vợ chồng? Thì có, thì bác sĩ cũng có nói với em là tại vì em là trùng một gen ạ. Thì bác sĩ nói là sợ con là cùng gen bố mẹ. Thì lúc đấy em cũng sốc lắm ạ. Thì nghĩ thương con thì cũng không muốn con là sau này giống bố mẹ và chịu hoàn cảnh như mình ạ. Nhưng mà tôi thì trời cho mình thì mình nhận. Thì con đến với mình là một món quà vô giá. Thì đấy thì em cũng chấp nhận và giữ cháu lại ạ. Khi mà em đi sanh nở thì là em sanh thường hay là sanh mổ? Em sinh mổ ạ. Sanh mổ? Vâng ạ. Mà khi mà em có thai là em không hề bị ốm nghén, em không gì hết đúng không? Vâng ạ. Và cái bụng nó sẽ lớn dần để vâng, mà cơ thể em tương thích từ từ đúng không? Đúng rồi ạ. Đến ngày sinh cũng rất bình thường. Vâng, đến ngày sinh sáng đi khám chiều mổ luôn ạ. Ồ vậy hả? Chị hỏi nè, em bé bú sữa mẹ hay là bú sữa ngoài? Em uống cả hai ạ. Tại vì lúc bác sĩ khám ấy ạ, thì nói là thì cháu cũng theo gen bố mẹ ạ. Thì em muốn cho cháu uống sữa ngoài để cháu phát triển hơn bố mẹ ngày xưa. Như vậy thì ngoài sữa ra thì cháu phải cần bổ sung canxi nữa. Rồi là sau này lớn lớn xíu và cho đi học bơi. Anh nghĩ là sẽ có sự cải thiện, sẽ có sự cải thiện. Tại vì em học thì bây mong giờ muốn vậy thôi ạ. Rồi có định có thêm nữa không? Lại chắc em thôi ạ. Thôi, thôi như vậy thì phải ha, phải search trên mạng để học cái cách mà phòng ngừa nha. Dạ. Bây giờ chắc chắn là có rồi đúng không? Có rồi. Bây giờ là biết rồi đúng không? Vâng. Ừ. Tại đôi khi máu quá phải kiềm chế lại. Kiềm chế lại. Ông nhà mình có khỏe mạnh không? Trong này thôi mà vẫn bình thường ạ. Bình thường thế mà một tuần hạch sách em bao nhiêu lần? Tuy hôm nào không mà không mệt hay là trời không đi làm thì thì tuần cũng 2-3 lần ạ. Thế thì ông máu quá rồi ông Thịnh ơi. Bây giờ các em là ở với nhau từ lúc cưới cho tới bây giờ là bao lâu rồi? Dạ em được 4 năm rồi ạ. 4 năm, em bé là 2 tuổi rưỡi đúng không? Vâng. Rồi, và Thịnh với Hậu cũng biết chương trình này là đến một cái phần mà rất đặc biệt. Đó là phần nói xấu người kia. Kể lại thật xấu đó. Em có. Có à? Thì bây giờ mời Hậu trước đó. À Thịnh này có thật xấu nhiều không? Có ạ. Ngày trước yêu nhau thì tình cảm lắm ạ. Nhưng mà từ lúc đấy nhau về rồi khác hẳn đi ạ. Khác hẳn là khác là sao? Nghĩa là ít quan tâm hơn. Ngày lễ, ngày gì của phụ nữ là coi như phất lờ đi. Chẳng chúc chẳng gì ạ. Đôi lúc em thấy mọi người trên Facebook đăng ảnh các thứ người yêu hay chồng tặng mà nghĩ chồng mình mà nghĩ tuổi ạ. Tuổi thân đúng 8 tháng 3 vừa rồi có tặng em cái gì không? Dạ không ạ. Wow.
thế, chết không có gì. Sao lại thế? Sáng 8 tháng 3 thì em cũng có tặng cho vợ một nụ hôn rồi. Dạ. Trời ơi. Dạ. Chắc là nhà em không nhớ. Thế còn em có tặng chồng em cái gì không? Em không ạ. Thế mà lại trách người ta. Thì em bực mình quá, thì nghĩ chồng em không tặng thì thôi. Đó. Bây giờ tài chính nhà ai cầm? Em cầm ạ. Ồ hay thế, thì bây giờ chị nói em cầm hết rồi thì nó lấy tiền đâu mà nó mua quà cho em? Nhưng mà cũng chẳng hỏi gì em là mua gì cho vợ, ví dụ hỏi em thì em cũng đưa luôn ạ. Ôi trời ơi. Thế em nghĩ thì nếu mà tài chính vợ cầm rồi thì thôi, thì những cái ngày lấy đấy thì thôi thì cứ để cứ tự mua đúng không? Đấy, người ta cho mình cả cuộc đời rồi. Ý chị hỏi đây là sao? Để cho em mai mốt em không cần buồn những cái việc không đáng buồn nữa. Đúng không? Nhưng mà nếu như em là người cầm tiền á, ngày lễ tình nhân em nên mua tặng chồng em một cái gì đó. Để mà chồng em tự giác suy nghĩ, ngày lễ tình nhân bà tặng mình, ngày lễ bây giờ mình lại không tặng bà cái gì thì nhục quá. Cho nên sẽ tìm mọi cách để tặng cho em. Đấy, em phải chơi chiêu đó cho chị. Rồi bây giờ nè, còn tật xấu gì nữa không? Dạ, có. Từ ngày nấy nhau về đến giờ ở bẩn hơn ạ. Râu ria, tóc ta lộn xộn, xong là ăn mặc lộn xộn, xong là đổ lỗi là cho con chăm con. Thế tối ngủ thì đứa nào ôm đứa nào? Tối ngủ thì mỗi người một nơi, ạ, con thì nằm giữa. Con nằm giữa. Thế coi như hai vợ chồng ôm con hết chứ không ôm nhau. Nghĩa là tính chồng em không thích ôm ạ. Lúc nào mà làm chuyện ấy thì mới nhảy sang thôi. Mới nhảy sang thôi. Rồi bây giờ tới em đó Hình. Cô ấy có tật xấu gì không? Có khá nhiều hơn em ấy ạ. Khá nhiều hơn em. Chết rồi. Tật xấu thì một là hay mua đồ lãng phí ạ. Có một lần làm em kỷ niệm nhớ nhất là cách đây một tháng, hai tháng gì đấy. Thế có một hôm đi làm về, mở cửa ra thì vợ cũng bảo là: chồng ơi, vợ mua đồ cho chồng rồi này. Và cái gì thế? Và mở túi ra thì vợ mua hẳn, tặng hẳn 12 cái quần xịp luôn đấy. mua như vậy là mua tốt chứ. Mua tặng cho chồng 12 cái quần xịp luôn. Dạ vâng. Vâng, thứ nhất là hay lãng phí. Lãng phí, rồi, cái gì còn nữa, gì nữa? Cái thứ hai thì nhà cửa thì lắm lúc thì cũng lúng túng, cũng bừa bộn đấy ạ. Lắm lúc thì hai vợ chồng thì cứ vì những cái chuyện dọn dẹp nhà cửa thôi mà lắm ra cũng gây cãi nhau. Ở nhà ai là người chăm con kỹ lưỡng? Được cái thì bé cháu nhà em thì được theo bố nhiều hơn. Thế là việc chăm con thì em chăm nhiều hơn ạ. Vâng. Rồi bây giờ thì em mong muốn ở hậu thay đổi điều gì hả Thịnh? Vâng, thì mong muốn của em, muốn vợ em thay đổi thì không hoang phí những cái mua đồ các thứ, thì cũng tùy cái mà cái nào thiếu thốn thì mới mua. Vâng. Tiết kiệm, tức là bây giờ phải tiết kiệm. Phải rồi. Tiết kiệm hơn. Thì thứ hai thì em cũng mong dọn dẹp nhà cửa nó gọn gàng hơn, là bớt bừa bộn đấy. Còn Hậu mong muốn Thịnh thay đổi điều gì? Mong muốn của em là chồng em là ít quan tâm hơn ạ, biết hiểu cho vợ hơn ạ. Tụi em là một cái cặp gia đình rất là đặc biệt, rất là đáng yêu luôn. Với tụi em á thì để làm được những công việc bình thường á thì tụi em phải nỗ lực gấp đôi gấp ba lần những người bình thường khác. Chính vì vậy mà cái sức khỏe của tụi em cực kỳ quan trọng. Dạ. Giờ em rất là muốn gặp cháu, muốn tặng cho cháu để cháu mua sữa. Nói đây đây đây, cháu đó. Về với bố đây. Cháu về với bố. Bố nè, bà đưa qua bố nè. Đây rồi, đây qua bố. Xin chúc cho hai em và cháu luôn có thật nhiều sức khỏe. Và rất cảm ơn gia đình các bạn đã tham gia chương trình Vợ Chồng Son nhé. Mình là Nguyễn Thành Tâm, năm nay 28 tuổi. Công việc hiện tại của mình là bên thiết kế kiến trúc. Thế còn em? Dạ, em tên Yến ạ. Em 26 tuổi, em là giáo viên. Chồng là kiến trúc, vợ là giáo viên. Vậy cơ duyên nào hai bạn gặp nhau? Tụi em chơi với nhau từ nhỏ ạ. Tụi em học trong cấp 1, cấp 2. Chơi với nhau từ nhỏ thì cũng không ấn tượng gì nhiều về bạn này. Tại vì bạn ít nói lắm, mà lại trầm tính, mà nhiều khi sống kiểu bất cẩn. Mỗi lần đi chơi chung với nhóm mà bạn không muốn là bạn bỏ về rồi. Còn bạn? Thì bạn thấy vợ bạn như thế nào? Nói rất là nhiều, chơi này toàn là cô ấy nói. Mọi người nói là cô ấy hay cự cãi lại á. Chuyên gia cự cãi. Sai mới cãi đúng không? Ví dụ như mấy bạn đó mà đi trễ là mấy bạn khác không nói là em nói. Mà hai bạn có một cái âm điệu giọng nói hơi hơi giống nhau phải không? Dạ, tụi em ở Quảng Ngãi nên gần nhà nhau. Cùng quê mà lại gần nhà. Sát nhà chung. Nhau, cách nhau mấy nhà. Rồi bây giờ lại sống với nhau, trời ơi. Cả cuộc đời hai bạn gắn chặt với nhau ha. Lý do làm sao á, đến một lúc nào đó tại sao em lại yêu chồng em? Nếu mà thì tụi em thi đại học. Thi đại học. Không, đúng rồi. Rồi cái làm rồi sao? Thì lúc đó em đậu, còn bọn này rớt. Cái bọn này rớt. Bọn này rớt rồi. Bọn này là bọn rớt.
chị Hồng Vân nó lại không có giống. Chị mà giống thì là người bạn ngại rồi. Dạ. Thì bạn rớt á, cái tụi em đi chơi với nhau á, bạn bỏ ra ngoài bãi đất bạn nằm, cái em mới nói là rớt thì rớt nhưng mà mình cũng phải vui vẻ để mình giữ không khí với anh em chứ như vậy thì làm mọi người rất là buồn. Thì em nói bạn như vậy mà bạn cũng không chịu, còn bạn vẫn cứ nằm đó, mặc ai nói gì nói, em ghét em bực mình bỏ về. Thực ra thì lúc mà em thi đại học em rớt á là gia đình là đặt kỳ vọng rất nhiều. Sau này nghe tin rớt thì cảm giác mình mất tất cả rồi, không còn gì nữa hết. Thì lúc đó em thấy cũng tội nghiệp, bạn mình rớt rồi thì thôi kệ bạn đi, thì thông cảm chút. Thì từ đó em mới suy nghĩ lại. Là bắt đầu từ lúc đó có cái sự thay đổi lại. Dạ thì em thấy mình cũng hơi quá nên thôi. Thì ngay từ buổi ban đầu là em với vợ như là nước với lửa vậy. Mỗi lần nói chuyện kết thúc vấn đề là hai đứa cãi nhau, hai đứa cứ như vậy hoài luôn. Rồi làm gì lúc nào thì em có cảm tình như vậy? Sau khi rớt á là em ra Đà Nẵng em ôn, còn vợ thì vô Quy Nhơn học. Mà lúc đó thì hai đứa tình cờ gặp nhau trên mạng. Thì hai đứa nói chuyện mình phát hiện là cô này là ngoài thì cứng vậy nhưng mà nhiều lúc nói cũng khi nói trên mạng với mình hai đứa riêng thì cô ấy cũng rất là tâm lý, có cảm giác là mình hơi nhớ nhá. Bao lâu thì mới gặp nhau? Khoảng hơn nửa năm. Đó là Tết, đó là tụi em về quê thì là mùng 4 Tết á, nhóm tụi em á đang đi chơi thì cũng có gây sự một nhóm ở trong cái xã đó. Thì cái có ẩu đả xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Thì mấy bạn đây quấn lộn, em chạy theo bạn này em lôi lại thì em cũng bị đánh. Thì bị đánh rất cái tay luôn. Lúc mà em đánh em cảm thấy bạn ôm em, bạn đỡ rất là nhiều. Em thì vì bảo vệ cho bạn mà bị chém cái tay hả? Bây giờ vẫn còn vết đó chị. Ồ, còn bản thân em đã đỡ cho bạn rất là nhiều những cái cú mà nguy hiểm đúng không? Rồi sau đó là hai đứa nó như là tình cảm nảy sinh. Nghĩa là mình công khai với nhau thì bạn bè nó rất là bất ngờ, nó kêu hầu giờ không ngồi nói chuyện với nhau được câu mà tự nhiên yêu nhau hồi nào hay vậy. Hầu giờ ở trong cái gì nói gì nó mà nói lẹ dữ hay không. Mình hình dung á, nếu mà hai bạn nói tiếng địa phương á, lúc mà hai bạn tỏ tình với nhau á, anh yêu em hoặc là em yêu anh á, thì bạn nói như thế nào? Tụi em không có tỏ tình. Sao vậy? Khi mà cái cảnh hỗn loạn đó xảy ra đó thì thể hiện tình cảm với nhau luôn á, nó thay cái lời nói là anh yêu em yêu anh luôn rồi. Có nghĩa là sau cái bữa đó là về là hai đứa không cần phải nói là đã đến với nhau luôn á. Dạ. Thì bạn này bác nói là không cần phải nói nhiều, hiểu nhau được rồi em yêu. Nhưng mà ra cái phải nói luôn. Con là anh yêu em chứ. Đúng. Em chưa bao giờ được tỏ tình là như thế nào á. Chưa bao giờ luôn. Bây giờ tranh thủ ngày hôm nay mình nói một cái lời ngọt ngào với vợ mình đi. Tính em nó không thể hiện được như vậy. Bây giờ anh chị bắt ép em vô tình hình huống này em muốn biết xử sao đi. Trời ơi em, mà em quên cô là phụ nữ yêu bằng tay hả? Nói luôn, em nói biết điều đó thôi. Nếu mà làm không thì chưa đủ với phụ nữ. Đó. Còn phải thỏa thẻ bên tai. Tại vì em biết không, đây sẽ là một cái hôm mà sẽ lưu lại một cái kỷ niệm của vợ chồng em. Để sau này nhiều khi mình già mình ngồi lại hoặc con cháu mình nó coi lại, không phải là dễ có được cái cơ hội này. Chính vì vậy mà tụi chị mới muốn là em nên nói. Nó sẽ là một cái dấu son trong cái cuộc sống của vợ chồng em đó. Cố lên. Rồi. Bây giờ để thay lời cảm ơn vợ, hai đứa yêu nhau lâu từ đó mới giờ nhưng mà anh không nói được lời nào. Bây giờ anh xin nói thực tình là anh yêu em rất là nhiều. Anh thay lời muốn nói thì anh xin hôn lên cái chỗ mà vợ đã đỡ cho anh lúc mà ẩu đả. Bây giờ là cả nước để chứng kiến tình cảm của chồng em dành cho em quá là tuyệt vời, quá là lớn lao. Vậy thì hai bạn á, sau khi mà đã đồng ý đến với nhau rồi đó thì trong cái thời gian quen nhau thì hai người hay giận hờn nhau? Có, nói chung là em gây lộn nhau, nó bắt đầu nó sẽ như thế này nè. Em nói anh một câu cái ảnh buồn anh ngồi xị vậy, cái em tức quá em nói đàn ông mà sao mà cứ thích hay nhăn nhó, cái em bực mình là em giận lại rồi anh bỏ đi về. Bữa sau cái em nhắn tin nè, em gửi mail nè, em nói gì cũng không trả lời hết, em tức quá chia tay. Chia tay xong sợ có xuống dưới nhà ngồi xị miếng, em không thiệt cái đi về. Bữa sau ông xuống tiếp mày ngày nào cũng như ngày nay xuống ngồi xị rồi về đó. Vì lý do đó mà chia tay đúng không? Dạ. Rồi cũng vì cái lý do đó mà chia tay không nổi, thấy tội nghiệp quá. Rồi cũng vì lý do đó mà giờ lấy nhau. Thật ra thì hai đứa khi xa nhau á là nhớ da diết lắm, mà khi gần nhau lại cãi vã. Nhưng mà trong những lần cãi vã đó có lần nào mà nó khủng khiếp không? Chứ chia tay nhiều lắm. Sinh nhật ảnh em rất là nhắn tin, rất là tình cảm, thì cũng nhắn gửi những lời chúc đến ảnh. Cái em này anh nói chứ thôi em đi ngủ sớm đi, là em thấy là buồn rồi đó nha. Mà tự nhiên em đang ngủ, một tin nhắn đâu nó lạc tới, mở ra coi nó không ăn nhập gì đâu hết. Bị lộn tin đó. Nhắn cho người ấy mà lại nhắn nhầm cho em. Em rất là buồn, tại vì em nghĩ tình cảm nó thiêng liêng lắm, em bị mất niềm tin sâu sắc lắm. Có khi nào Tâm cố tình Tâm nhắn lộn như vậy để mà thử cái cảm giác của bạn gái mình không? Không, tại vì em biết tính vợ của em á, cái tình yêu đối với cô ấy nó thiêng liêng lắm. Anh Quốc Thuận cũng biết, nhiều khi mình đi lăng nhăng thì mình đi ở ngoài là còn về là bỏ qua hết rồi, về chỉ có vợ và vợ thôi. Đúng vậy.
Thực ra là tình huống nó như vậy. Cái người bạn gái đó là quen với một cái người bạn đại học của em. Cô ấy ngoài Quy Nhơn, mình ở trong Sài Gòn. Nên nhiều lúc cũng thiếu thốn tình cảm. Đúng cà phê đồ này nọ thôi. Nhưng mà đúng dịp đó là hơi xui thiệt. Là bị trúng dịp sinh nhật, ok là tụi mình đi chơi. Nên mình phải nhắn tin lại. Nhưng mà lúc đó vợ nhắn tin luôn. Bấm sao nó nhanh quá, nhảy tin nhắn qua vợ mình luôn. Cái nội dung sao mà em sốc chứ chị ơi. Nhưng mà nói chung nội dung gì em cũng sốc á. Tại vì đối với em không nghĩ là bạn em lại như vậy là... Tại vì em rất là tin tưởng và em tự hào về điều đó. Em nghĩ là bạn em rất là thương em và tiếp người không có lăng nhăng. Nên thật sự em rất là thất vọng, mất niềm tin. Bây giờ thì mất niềm tin chưa? Nói chung là em biết chấp nhận hơn thì... Sao em không nghĩ rằng á, tất cả những người đàn ông trên cái cuộc đời này á, trước khi người ta chọn cho người ta một cái bông hoa của riêng người ta đó, người ta phải chọn lựa trong một cái vườn hoa đầy màu sắc, đầy các loại bông đẹp, mà em là cái bông đẹp nhất, đúng không? Tại vì cuộc đời á, em phải có sự trải nghiệm, phải có sự chọn lựa. Quen nhau, yêu nhau thì bao lâu thì mới là kết hôn? Nhưng tính luôn thời gian quen thì nhỏ. Thời gian yêu là 9 năm, còn thời gian quen thì... 15, 16 năm. Dạ. Trời ơi. Thì chứ còn gì nữa, cuộc đời hai bạn này là sinh ra ràng buộc từ đây cho đến lúc mà đám cưới kim cương mà. Rồi, có nghĩa là 15 năm. Chắc lấy nhau xong rồi lấy đâu xong có rồi. Gì không đâu phải còn tìm cái hiểu gì nữa là khó khăn. Đâu cần phải tìm hiểu nhau nữa. Đúng biết hết rồi, hiểu rồi. Em nghĩ là quen nhau lâu thì sẽ sống với nhau, nó hiểu nhau. Nhưng mà một thời gian dài sau đám cưới em bị gọi là khủng hoảng. Sao vì vậy? Ảnh vô tâm á. Bữa nữa anh hay làm việc khuya nè, làm việc xong là coi đá banh. Nhiều khi ngủ một mình mà rất là buồn vậy. Mà anh cũng không hiểu sao chủ nhật muốn anh chở đi ăn sáng, anh cũng ngủ tới 9-10 giờ. Và ngày này qua ngày khác thì anh cứ làm như vậy miết. Thì em rất là buồn. Khi em nói với anh ấy thì anh nói là anh đâu có xấu như vậy đâu. Anh nói là anh cũng tốt mà. Rồi hai chồng chỉ nên lạnh với nhau. Thực ra thì trong giai đoạn đó là giai đoạn áp lực với em. Tại vì lúc đó là chuyển công việc cái gì, mà công ty mới thì nhiều việc quá. Mà mình cứ nghĩ là vợ với mình sống với mình quá lâu rồi. Mình đinh ninh là vợ mình vợ quen mình phải hiểu mình, phải hiểu công việc của mình. Dạ, đúng là hơi vô tâm thật. Vợ chồng mới cưới mà. Nói chung là cũng muốn gần gũi tí. Nhiều khi mình hơi vô tâm tí. Rồi vợ em có hành động gì để mà làm cho em hiểu được cái điều mà vợ em buồn không? Sau này thì vợ có viết lại một lá thư, nói là hai đứa mình chắc là không hợp rồi, quen nhau lâu nhưng mà bây giờ anh không hiểu em thì mình nên chia tay nhau đi. Sau đó thì bỏ đi. Em chỉ viết thư em nói rằng là em rất là thất vọng vì ảnh. Vậy mới qua nhà em ở một ngày để cho ảnh có thời gian đi ảnh nhìn nhận lại mọi việc. Chứ nếu mà cứ ở bên nhau mà chỉ nên lạnh hoài thải cũng mệt mỏi. Em hy vọng là ảnh đọc hết rồi, ảnh cũng có rung động rồi cũng nhắn tin kêu mình về chứ. Không luôn. Cả một ngày tắt điện thoại xong cái im trong trong mở điện thoại lên coi không có tin nhắn, vô Facebook coi không có tin nhắn, vô mail cũng không có, và đâu còn sự lựa chọn nào khác đâu, phải qua nhà bạn ngủ thôi. Ủa khi mà Tâm đọc cái lá thư đó là Tâm không có sợ vợ của mình là đi đâu gặp phải một cái gì hay sao? Cũng biết tính vợ rồi, đi đâu đó rồi hay về. Nhưng mà lần này thì cô ấy đi thật. Trong cái lúc mà vợ đi là em trong giấc ngủ em có một cái giấc mơ thấy vợ mình quanh quẩn ở cầu Sài Gòn. Sao vợ ghéo mình ở cầu Sài Gòn? Sau đó là kết hợp với cái tin nhắn của một cái đồng nghiệp trong khoa của vợ đó. Yến ơi em làm đừng có làm điều dại dột. 1, 2, 3 là em mặc đồ cấp tốc lấy xe chạy xuống cầu Sài Gòn tìm vòng quay luôn. Không thấy đâu cả. Mình sợ mình muốn em muốn khóc đứng ngay tại cầu mà khóc luôn đó. Nghĩ là vợ đó. Quy sinh cái chuyện đó là xảy ra bao lâu? Mới đây thôi. Rồi, thực ra em không phải là vô tâm đâu, chị nghĩ là em chủ quan vì cái cuộc tình của tụi em á nó lâu quá rồi, đâm ra là em cứ nghĩ là vợ em hiểu em từ chân tơ kẻ tóc, từ bên trong ra bên ngoài, đâm ra là em cứ nghĩ rằng á là em không cần phải nói thì vợ cũng sẽ tự hiểu là mình. Dạ, em hiểu nhưng mà em không chấp nhận được. Nhưng mà em đã nói ra những cái suy nghĩ và những cái không đồng ý của em với chồng chưa? Nói nè, nhắn tin nè, mail nè, không trả lời, viết thư bỏ đi, không tìm nói gì hết. Sao vậy em? Chồng em nói rằng là em mà dặn anh là anh không làm được gì hết á, là anh không suy nghĩ được gì. Chẳng thà nếu mà dặn nhẹ nhẹ thì anh còn biết là anh sai, mà em mà dặn nhiều là anh không biết làm gì hết. Trời ơi, chỉ buồn thôi. Có nghĩa là chồng em cũng đã nói ra cái tâm tư của chồng em cho em nghe rồi mà bây giờ vẫn chưa tìm được cái đáp số chung. Thì sau được đó thì cũng nói chuyện với nhau thì cũng khóc với nhau luôn. Vì mình cũng quen nhau lâu mà để đánh mất tình cảm như vậy thì quyết định là làm lại từ đầu. Đầu tiên là đăng ký tham dự chương trình này luôn để đánh dấu một cột mốc là chúng ta sẽ bắt đầu từ đây là chúng ta sẽ thay đổi xây dựng cuộc sống. Nếu vậy thì ngày hôm nay là phải nói hết những cái gì mà mình muốn. Dạ thì em muốn ảnh quan tâm đến mọi thứ hơn, tâm lý một chút xíu để hiểu vợ, với nữa là thể hiện cái tình cảm với vợ một chút. Dạ thật sự thì em cũng hơi nội tâm, không quen với cái việc biểu lộ cảm xúc ra. Nhưng mà cái đó chị nghĩ em nên sửa. Bây giờ buổi tối khi mà hai vợ chồng đã xả được hết những cái công chuyện rồi như này kia nọ, nói là Cưng à, Cưng có biết là bây giờ anh ước điều gì nhất không? Đó. Hỏi vợ sẽ hỏi là điều gì về anh? Em bớt nói lại chút. Em bớt nói lại một chút được không? Hiểu không? Bây giờ đó, anh mà nói được câu đó là em sẽ im một ngày luôn. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Tối nay về áp dụng thử thôi. Đồng ý không? Ok. Xin cảm ơn em ạ. Xin chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Yeah. Mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào Quốc Thuận. Chú Quốc Thuận, chào cô Hồng Vân. Chị đi. Chào anh chị đi. Anh chị đi. Anh chị đi. Anh chị đi.
trở lại. Rồi bây giờ sao, có cơ hội hợp gì không? Rồi. Chào chú Thuận, chào chị Vân. Vâng. Rồi, em ngồi, em đi. Em cứ ngồi, cứ thoải mái. Rồi. Sao em tên gì? Dạ, tên Mai Văn Trung. Quê quán em ở Bình Định. Tại giờ tài xế xe. Em là tài xế xe. Dạ. Nhiêu tuổi rồi Trung? 29 tuổi. 29 tuổi. Ồ. Ở Trung. Bình Định. Dạ, Trung Bình Định. Mới vô luôn. Dạ, mới vô ngày hôm qua. Cả hai chồng luôn. Dạ, chồng luôn. Wow. Đêm qua có đi khám phá Sài Gòn không? Đi ăn xíu không? Đi xíu hả? Dạ. Là mời em. Dạ, xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Hồ Thị Kim Huy. Hôm nay em 21 tuổi, quê Bình Định luôn ạ. Kim Huy hả? Dạ. Mới 21 tuổi thôi hả? Dạ. Ôi, trong... là lấy chồng được mấy năm rồi? Dạ, mới lấy chồng được 7 tháng. 7 tháng. Quá sổ rồi. Dạ. Huy, công việc của Huy là gì? Dạ, hiện tại là làm công nhân của dược, công ty dược. Công ty dược. Dạ. Và hai đứa quen nhau sao ta? Dạ. Lần đầu tiên là hẹn hò như thế nào? Đoán nữa, đây anh tài xế này. Yeah. Tài xế chắc là đi đến công ty dược để mà lấy thuốc. Lấy thuốc, rồi về gặp một cô bé giao thuốc thấy dễ thương quá cua luôn. Đúng không? Không có, là Mai. Là Mai. Là Mai. Không, dính đâu, không dính. Em là Mai. Nhưng mà em đỡ cho chị được. Chị phải dẫn đi là Mai. Rồi, bây giờ kể cho anh nghe coi cái câu chuyện là Mai đó như thế nào nè. Em ơi, em phải dán cái tóc lên để cho ta thấy được cái gương mặt đẹp, thật đẹp của mình được không ạ? Đó, rồi. Câu chuyện làm Mai sao nè? Chị ở nhà và kêu em lấy vợ ơi, chưa muốn. Không cố gắng kia này, theo chị đi ra ngoài đó, phía vợ. Để dẫn vô nhà con gái, được. Vậy đó hả, có nghĩa là em chưa muốn lấy vợ, nhưng mà bà chị bà dắt em đến gặp bé này là em mơ liền. Đúng không? Được. Chứ sao, được quá được luôn á. Lúc đó cô ấy như thế nào ta? Dạ. Có rụt rè, không nói chuyện hay là... nhìn mình ở trong nhà cứ lên rồi xuống, lên xuống thì bực mình. Bực mình được, đi lên đi xuống, đi lên đi xuống. Mà lên xuống làm gì hả Huy? Lên xuống làm gì? Tại cũng muốn coi thử con trai như thế nào. Rồi em thấy sao? Em lúc em gặp anh em thấy sao? Dạ, gia đình là thuộc dạng gia đình truyền thống của Hữu, cho nên là không dám nhìn chính diện, chỉ là đi lên nhìn kén tí mà cũng không nhìn rõ được. Chừng sau rồi anh đi ra ngồi anh, thì con nhìn thấy bóng lưng của anh ấy. Thì nhìn cái ấn tượng đầu tiên á là một bờ mông rất là to. À, thấy cái mông to à? Dạ. Nhìn vào một cái vòng bao rất là khủng đúng không? Đó. Dạ, rất là thích cái mông to. À, vậy đó hả? Dạ, cái gu của em là như vậy? Dạ, khoái. Khoái. Không có nhìn mặt luôn. Không nhìn mặt, chỉ ấn tượng là cái bờ mông với tấm lưng là... Đó, tại vì liếc liếc mà đâu có đứng dám nhìn trực diện. Em có thể đứng lên cho anh coi cơ. Xoay một vòng cho anh coi. Xoay ra, dán cáo lên cao xíu cái nè. Rồi quay ra đây coi, quay ra, quay qua đây, quay ra. Giờ teo rồi. Rồi teo rồi, thôi ngồi xuống đi. Trời ơi, trăm bảy tháng trăm con ta làm sao mà để ta teo cái vòng ba vậy hả? Con em gặp là em thích bạn này luôn. Dạ. Thích liền luôn, phải không? Thích liền. Mà là tại sao cứ đi lên đi xuống không ngồi nói chuyện làm em bị bực mình đúng không? Mình chỉ làm duyên. Làm duyên á, làm duyên á. Nhưng mà cái mặt thì dễ thương đúng không? Dạ, dễ thương. Mặt quá dễ thương đúng không? Dạ. Rồi sau đó như thế nào? Sau đó về ra đêm đêm sâu. Ra tiếp. Ra tiếp nữa. Dạ. Ủa là sao? Em nói chậm chậm thôi. Tức là ra tiếp. Đi về nhà nhưng mà hôm sau trở vô lại. Trở vô lại tiếp nữa. Rồi sau đó là ngày nào cũng vô không? Dạ, ngày nào cũng qua luôn ạ. Ngày nào cũng qua luôn. Nhưng mà sau đó thì cô ấy còn đi lên xuống không? Là sẵn vô nói chuyện với mình luôn. Đi uống phơ. Xin ba mẹ đi uống phơ. À, cái gì? Là uống cà phơ. Uống cà phơ. Đi uống cà phơ. Dạ. Tối qua ở nhà là rủ uống cà phê rồi đi uống cà phê. Rồi. Là cái lần đầu tiên mà hai đứa đi uống cà phê á là cách đó, cách cái hôm mà coi mắt là mấy ngày? Một ngày. Một ngày. Là bữa sau ngày hôm sau là đi uống cà phê luôn. Là với ông anh. À. Rồi vô. Có lúc nào hai đứa đi riêng á? Đi riêng là ông anh nói là thôi mày đi chở con bé đi hai tụi bay đi. Là cũng ngày hôm đó luôn, ngày hôm sau đó luôn. Ngày hôm đó luôn ạ. Qua ngày hôm sau lại uống cà phê luôn. Dạ. Hiểu không? Nhưng mà đi là ông anh bảo kê. Ghê. Đó, dạ. Tới đó rồi cái ông đi chỗ khác để cho hai đứa. Hai đứa về mình. Hai đứa. Dạ, hai đứa. Giới chuyện đứa vô quán. Giới chị. Lúc đó em mới nhìn rõ cái gương mặt của anh đúng không? Dạ, cũng hay sao? Thấy mũi cao. Với mồ côi, với nụ cười rất là ấm áp. Nhưng mà vô thì nói gì? Ừ đúng rồi, hôm đó anh vô fan có dê em không? Dạ không, anh không từ lúc quen tới lúc cưới rồi không có dê. Như vậy là không có giống, không dạ. giống ông trước. Không nắm tay nắm chân luôn. Dạ có nắm tay,
nhưng mà không có đụng chạm gì hết. Ờ, cho tới ngày cưới dạ. luôn. Dạ. Mà khi về là đùi ra đùi. Về à, khi về là đùi. Là đùi. Đi ra giữa đường á. À, là có nghĩa là sao cái bữa đó đâu, sao cái bữa đó luôn. Là đùi luôn. Dạ. Dạ. Tức là đi đặt bên chi mà mấy ngày sau là đi chơi quen rồi là anh ngồi trước, anh ngồi cứ cơ đỡ tay nghe đùi á. Rồi phía sau cái gì đúng không? Dạ, dạ. Lái xe xong rồi là dạ. Hiện tay đó, hiện tay đó. Đó. Rất là nhột. Nhột, cảm giác là nhột chứ không. Nhột mà thích nha. Dạ. Nhưng mà là để luôn đúng không? Để luôn nhà đó. Đúng không? Dạ. Để luôn, tôi lái là tôi cầm tay rồi. Ừ, cứ là đùi vậy đó. Nhưng mà không dám đỡ tới về nhà. Chỉ là còn tới nhà là bỏ tay ra. Nhưng mà đi tới mấy giờ về? Ba mẹ chỉ cho tối 9 giờ là về được. Dạ. Vậy hả? Như vậy là hai đứa quen nhau coi như là cưới được 7 tháng rồi đúng không? Dạ. Vậy là quen nhau bao lâu thì cưới? Dạ, khoảng 20 ngày là đính hôn ạ. Gần tháng à? Gần tháng luôn. Dạ, gần tháng. Là đã đính hôn rồi. Dạ. Gần tháng. Con nghĩ là khoái quá rồi đúng không? Khoái quá luôn. Dạ. Rồi lúc là đi mua nhẫn cầu hôn luôn hay sao? Dạ chưa được cầu hôn ạ. Chưa cầu hôn. Chưa hiểu. Dạ chưa được cầu hôn nhưng mà có nhẫn cưới rồi. À là đeo trước thôi. Dạ. Là đeo trước đúng không? Dạ. Hai bên gia đình thì sao? Ấy cũng ai cũng biết. Giới thiệu mà. Này là giới bà chị giới thiệu mà. Rồi. Mà hai gia đồng ý hết, hai vui vẻ cắt cho hai đứa luôn. Dạ. Rồi có viết thư tỏ tình hay là nhắn tin tỏ tình gì không? Dạ không luôn ạ. Cả hai đứa là từ lúc quen tới ngày cưới là không bao giờ tỏ tình gì hết. Chưa bao giờ nhắn tin nói là dạ không ạ. Tại vì chồng cũng không có xuyên mà cầm điện thoại nhiều, với lại là không thích nhắn tin, thích gặp mặt. Gặp thực tế vậy nên hay hơn. Dạ. Gặp trực tiếp hay hơn. Nhưng mà rồi lúc đi về là có điện thoại có hả? Rồi nấu cháo điện thoại không? Có nấu cháo điện thoại không? Dạ cua bé này là hết nhiêu tiền điện thoại, nói chị nghe coi. Trăm mấy. Chậm mấy thôi hả? Gì bèo vậy? Chắc là đi ra mà, đi ra mà. Giờ cho xem một tấu gì ở đó là được. Là ngày nào vậy? Có Zalo mình mới Zalo là gặp mặt. Gọi điện Zalo gặp mặt luôn. Dạ. Bộ đó giờ không biết nhắn tin hả? Không. Không biết nhắn tin tỏ tình hả? Dạ không luôn ạ. Chậm. Chậm gì? Chậm. Viết tin nhắn chậm. Chậm. Viết tin nhắn chậm. Chậm nhìn. Ủa, nhưng mà chữ nghĩa sao mà nhắn tin chậm? Biết không biết, chậm chứ là mình là vợ lên. Không có biết nhiều chữ đúng không? Dạ. Nói chung bây giờ người ta thực ra bây giờ người dễ ta gặp không ai cái vô chat đó bấm vô cái nói được rồi. Dạ. Đó. Dạ. Em ơi đang làm gì đó, ở đâu vậy? Em ơi ngủ chưa? Cái giá cái điện. Đúng không? Dạ. Mới ngủ luôn à. Ôi vậy mới đó. Mới chừng nào nói không? Chuyện xong ngủ luôn. Dạ, ngủ là luôn. Con là em bị mơ là mỗi lần anh gọi là dở buồn ngủ lắm. Mà không gọi là khó ngủ lắm bây giờ. Nhớ đúng không? Nhưng mà gọi điện là để cho ngủ đó. Hiểu gọi điện là ngủ à? Có khoảng 3 phút là ngủ. Đó, em hiểu hai bạn này không? Không ngủ thì không gọi thì nó không ngủ được. Không ngủ được. Nhưng mà gọi để ngủ đó. Gọi cái. Dạ. Để, hiểu không? Gọi là nói chuyện cái là đó, chồng cũng để Zalo rồi ngủ luôn á. Hai đứa nhìn nhau. Nói thử vậy mà bé nói là gì không? Cứ gọi 3 phút là ngủ liền. Thì đó, nó không ngủ được, nó phải nhờ gọi để cho nó ngủ. Là làm giọng. Như là quen hơi đó, quen như quen chậu vợ quen giọng hơi quen giọng á. Đó, nghe cái giọng. Là về phải điện à, chứ điện không được. Chồng bây giờ lúc còn quen là ngày nào cũng qua cho nên là nó bị quen rồi. Những ngày nào mà chồng không qua chơi á giỏi hơn. Ngày hôm đó không gọi điện luôn. Gì hả? Nếu mà chồng gọi điện thì tắt máy. Mày gọi sao mày gọi tao đéo nghe. thật thà dễ sợ. Mặc dù chồng hơn em tới 8 tuổi. Ừ, mà em nổi điên lên là dạ. Tao không cần. Dạ. Em nhưng mà tới nửa đêm rồi. Chắc cha nhớ quá. Cũng gọi là. Tức là nhớ em nhớ quá đúng không? Em nhớ chịu là em chủ động gọi lại cho anh. Dạ. Ờ. Khi mà giờ chủ động gọi lại thì thấy sao? Sướng thấy không? Được, bữa này gọi tới á, bữa nay mày gọi lại tới á. Nghe. Coi như 20 ngày chịu hết nổi, tôi đăng ký kết hôn cho rồi đi đúng không? Đăng ký kết hôn là qua ngày cưới sau cưới rồi mới đăng ký kết hôn. Tức là sau khi cưới. Dạ. Có nghĩa là 20 ngày là mình cưới luôn rồi. Là 20 ngày là đính hôn. Đính hôn. Rồi khoảng 1 tháng sau là đám cưới ạ. Như là tổng cộng vừa quen mà vừa làm đám cưới vào khoảng 8 tháng. Dạ. Đúng không?
8 tháng rồi hả? Đúng rồi. Dạ. Giờ cưới được 7 tháng rồi, còn 1 tháng quen nhau đúng không? Rồi. Tìm hiểu. À hiểu rồi. Dạ. Đó, rồi sao? Rất là nhanh luôn. Rồi sao trước khi cưới ảnh có thú nhận với em cái gì không? Thôi cái đó bây giờ gì nè, hỏi cái vụ mà giữ gìn cho nhau đó, có giữ gìn cho nhau cho tới ngày đám cưới không? Dạ, giữ gìn tới ngày qua ngày đám cưới luôn ạ. À, có nghĩa là cái đêm động phòng là không có luôn. Dạ. Buồn. Sao vậy? Tại vì đám cưới ngày hôm đó là rất là vui. Ảnh mừng quá, không có kiểm soát được cảm xúc của mình nên uống hơi quá chén. À, uống nhiều quá đúng không? Dạ. Đến tối 8 giờ, 8-9 giờ ảnh mới dậy. Thì sau đó là uống tiếp và ngủ tới trưa luôn ạ. Không trưa có dậy nổi, không làm ăn gì được hết. Dạ, còn em thì đếm tiền sặc máu luôn ạ. Đếm tiền sặc máu luôn. Ôi, người đám cưới lời không? Dạ, cũng vừa đủ trang trải. Vừa đủ trang trải thôi. Dạ. Rồi xong là mấy hôm sau mới có đêm tân hôn? Qua hôm sau không? Và đêm sau. Và đêm sau không? Nhưng mà sao chung? Dạ. Thấy đêm tân hôn giá trị không? Đã. Dạ. Có bị vụng về gì không? Có chứ. Tại vì hai đứa là lần đầu tiên biết mà. Anh là đầu tiên biết mà. Em cũng đầu em tiên là đầu tiên luôn. Dạ. Bé vợ anh nhưng mà bữa đó bé vợ nó có khóc không? Dạ không. Vậy hả? Không có vui quá rồi nghỉ không luôn. Trời ơi, vui vẻ. Rồi bây giờ là coi như ổng với nhau được 7 tháng rồi. Dạ. Rồi có tật xấu gì không? Khui đi em. Nhờ chồng nói trước. Thật sự. Bé vợ giữ không? Dạ. Bé vợ có giữ không? Nóng tính lắm. Nóng tính phải không? Nóng tính. Gọi gì nữa nè? Bờ bộn. Rồi mỗi lần nóng tính thì biểu hiện như thế nào? Trộm mắt lên. Trộm mắt lên. Gương nó sợ. Nhìn cái là sợ liền. Sợ. Sợ nó lái lại đi cho chút mình dìa lại. Ra ngoài chút rồi mình dìa. Nóng tính mà. Ừ. Chứ mình ngồi đó nóng nữa là nó đổ vỡ. Ờ đổ vỡ nhưng mà có đập đồ không? Có bao giờ nóng mà đập đồ chưa? Chưa. Chưa phải không? Dạ. Chưa. Vậy là bừa bộn nè. Bừa cỡ nào? Lụm cái kia không cắt mà đi làm cái khác nữa. Ừ. Em đi em cắt. Ừ. Cái này chưa cắt thì đã là dục cái khác rồi. Rồi còn gì nữa nè? Không nhớ. Quên. Làm chuyện này làm chuyện xong kia mà lại nợ quên. Đáng trí. Quên. Dạ. Quên. Còn gì nữa không? Dạ. Còn gì nữa không? Đâu con vợ nó nói. Cho con vợ nó nói. Em kể chứ. Kể nữa hay chứ. Có mê gì không? Dạ. Có mê điện thoại, mê game hay là mê phim? Điện thoại 24/24. 24/24 cầm suốt luôn. Cầm luôn. Nhưng mà cầm là chơi game hay là Facebook hay là công việc? Dạ, coi Facebook rồi này, TikTok này nọ thôi ạ. À vậy đó hả? Dạ. Làm chuyện kia bán thỏa là làm ấy, cứ vừa làm rồi vừa coi. Vậy đó hả? Làm không biết làm gì ở nhà cho là buồn, cầm điện thoại luôn ạ. Vậy đó. Ủa, nhưng mà giờ em có đi làm gì không? Hồi trước mình là không có đi làm ở nhà. Tại tính là đỡ qua Tết rồi kiếm việc làm. Nhưng mà ở nhà buồn quá rồi đi làm. Dạ. Làm khoảng tháng rồi. Bây giờ khoảng tháng rồi. Dạ. Rồi bây giờ là còn em cái kinh tế của hai đứa ổn không? Cũng được. Dạ. Cũng được. Rồi giờ tới em đó, ảnh tật xấu gì? À, tật xấu đầu tiên đó là sáng nào cũng uống cà phê. Ủa cái đó được mà? Dạ không được. Dạ không được. Tại vì uống cà phê nhiều quá thì không tốt cho sức khỏe của mình. Đâu có, một ngày uống 2 ly được. Ôi anh là uống có 1 ly. Anh là tốt nha. Thiệt. Anh là một ngày là không có cà phê là anh chịu không nổi á. Nè, uống cà phê, ví dụ nè, nếu mà để muốn tốt thực sự á là một ngày uống cà phê không đường. 1 đến 2 đến 3 ly cũng đều được. Uống bao sữa. Nhưng mà nếu uống cà phê sữa thì một ngày 1 ly. Mà buổi sáng là rất tốt. Buổi sáng rồi cho trưa chiều không có uống. Đó thì không để chỉ cho, để chị tin chị đi, có nghĩa là em một ngày em cho anh uống 1 ly cà phê, ok. Dạ. Hiểu không? Nó sẽ làm cho tỉnh táo rồi nó kích hoạt tất cả những cái mạch máu rồi tất tần tật này kia nọ là ok. Dạ vâng ạ. Ừ. Rồi nha, rồi sao nữa nè? Tật xấu thứ hai đó là quét sạch sẽ đi. Đến cọng tóc của em nó rụng nó anh cũng quét lát chậu quét mà hay gườm lắm. Cứ quét là gườm. Cái gườm thì xấu nhưng mà cái sạch sẽ là tốt nha. Dạ. Đó, bây giờ gạt ra, cà phê được uống nè, sạch sẽ tiếp tục nha. Nhưng mà sạch sẽ thôi đừng liếc người ta. Hiểu không? Con người ta đẹp quá mà tự nhiên liếc gì được. Mình làm cho vợ mình mà, đúng không? Bỏ cái lườm thôi. Còn gì nữa? Tật xấu thứ ba đó là hay càm ràm. Nói nhiều. Với lại là hay cắt ngang lời người khác nói. Vì mỗi lần mà em muốn nói cái gì đó anh hay cắt ngang
và khiến cho vợ chồng bực mình. Dạ. Rồi. Thì đang nói mẹ em chiên vậy, em chiên vô nó bực. Nghĩa là nói nhảy chưa vô trong họng á. Dạ. Nói chưa hết ý. Nhảy hay nhảy vô trong họng á là chồng á. Rồi. Nhiều khi bực mình cãi lộn quýnh quýnh luôn à. Rồi em quýnh chồng miết à. Em quýnh chồng miết à. Dạ. Không quýnh nữa, đã bỏ đi chơi. Thôi chơi. Ở nhà ngọc mình. Tức là quýnh em lại mở em đi chơi. Chơi. Bỏ tới bao mà đó giờ quánh là quánh cái trận nặng nhất là quánh như thế nào? Không có. Cũng nhiều là nhiều lắm ấy ạ. Căng à. Tắt à. Dạ, có dạng quýnh lại không? Không. Sao quýnh được? Vợ sao quýnh đâu quýnh được đúng không? Vợ quýnh. Ừ. Vợ giờ hỏi nè, có vợ ảnh đó nha, có dạ. Ghen không? Vợ trẻ đẹp quá mà. Ờ. Ghen nhiều mà lúc ghen mà... ghen như thế nào? Nhiều lúc mà gọi điện cho bạn á, thì ảnh nói chuyện với ai à? Thằng nào? Gươm nữa. À. Rồi anh ghen hả? Anh ghen hả? Không có, không có. Không có. Yeah. Ghen mà chối. Dạ. Rồi ghen không có. Mấy hôm nay là cứ nhắn tin cho người bên chương trình á, thì anh nói thằng nào à, thằng nào, ừ thằng nào vậy đó. Mà hỏi ủa ghen hả, anh cứ chở qua chuyện. Dạ rồi còn thật xấu gì nữa không nè? Thật xấu đó là hay thả bom ạ. Thả bom thì cũng đâu phải thật xấu tốt, đâu, đường tốt mà tiêu hóa tốt. Một ngày chị cứ tưởng tượng đang ăn cơm thế này, ăn cơm ngon miệng vậy, chóng mong lên bập. Chà, Liên Thanh luôn hả? Nếu như mà em vỗ một cái là anh re một cái, em vỗ một cái nữa là anh re một cái tiếp. Đó, tại em đó, em khoái đó, lần đầu tiên ta nhìn là nhìn vào vòng ba đó. Không mà tiêu hóa tốt, hàng chi nó ốm. Dạ. Thiệt mà nó phải xả ra mới ốm được. À, rồi bây giờ em mong muốn xả thay đổi điều gì? Ông xả bớt nói chen ngang, bớt cái tính đó. Với lại là trưởng thành hơn chút. Tại vì 30 tuổi đầu rồi. Nhưng mà nhiều khi em tưởng như là con của mình. Vậy đó hả? Con nít dữ lắm ạ. Dạ. Tối ngủ là chồng cứ gác tay lưng vai mình, vai vợ. Cho nên phải gối đầu tay vợ mới ngủ được. Dạ. Mà bây giờ nếu mà ngủ mà không có chồng là ngủ không được. Em á hả? Dạ. Bây giờ quen luôn rồi. Quen rồi. Rồi mai mốt bên kia là đứa nhỏ, còn bên này là ông chồng, là hai tay. Dạ, cái chàng. Còn em mong muốn vợ thay đổi gì? Vợ gì rồi, bớt chơi game. Bớt chơi game. Bớt lo công việc nhà. Lo việc nhà. Bớt chơi game, lo việc nhà. Là kinh tế thì nó ổn định không? Hả? Là kinh tế cho ổn định. Đừng bớt game. Chơi game cái không tốt. Nhiều khi mấy anh nhà nó chơi game cái không. Đúng rồi đó em. Mắt em có bị cận không? Tại mắt bị sỏi mắt à. Bị gì? Bị sỏi mắt à. Sỏi á, tức là mắc hột á, phải không? Dạ. Bị mắc hột á đúng không? Dạ, nó cứ bị sốt mắt cho nên là nó mắc hột, bị cườm á, phải không? Vậy thì càng hạn chế coi điện thoại lại. Đúng rồi. Nghe em. Này đi làm cũng không coi nữa. Đúng rồi. Dạ. Với lại là biết sao không? Bây giờ á, hai chồng á chưa có con đúng không? Dạ, đang có em bé ạ. Được gần 3 tháng. Dạ. Ba tháng hả? Dạ gần 3 tháng ạ. Vậy hả? Chắc chưa biết giới tính đâu đúng không em? Dạ, con trai con gái gì cũng được. Không rồi. Bây giờ là có một trò chơi á, ví dụ như tối á, tại vì cái mắt mình mà giờ ấy điện thoại nhiều quá là nguy hiểm lắm. Dạ. Bây giờ sẽ là chơi học chữ. Tối á bắt chồng ngồi bắt đầu á luyện chữ. Dạ. Chi biết không? Mốt á, con mình đẻ ra bắt ổng dạy. Cho dạ. Mình đỡ cực. Hiểu? Dạ. Cho mình đỡ cực chứ không cực lắm. Vừa phải cho bú, vừa phải chăm sóc thế này, thế này, kia nọ rồi. Bắt dạy thêm chữ cho con nữa rất là mệt. Dồn, bắt ổng. Hiểu không? Dạ. Rồi ổng bớt lèm bèm đi, ổng bớt nóng tính đi này kia nọ. Đó, một công đôi chuyện, mắt mình cũng không có bị sốn nữa. Cái mắt bị vậy mà ấy điện thoại nhiều nguy hiểm lắm á. Rất nguy hiểm nghe. Cái tia phóng xạ đó nó không có tốt. Bấm thổi luôn à. Đó cho nên bây giờ hai chồng chơi trò chơi đó đi vui hơn. Được không? Dạ được ạ. Rồi. Nha, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Rồi chúc cho hai vợ chồng em luôn hạnh phúc nha. Và chúc hai mẹ con vui. Dạ vâng ạ. Rồi giờ mình bốc thăm nha. Bốc thăm.